Let's go. Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Chu này và hôm nay mình sẽ nhận các bạn một ca khúc mà các bạn đã yêu cầu rất là nhiều, đó là cái khúc mang tên Là Bạn Không Thể Yêu của Lưu Hoàng. Ok, phần đầu tiên mình sẽ dẫn các bạn là phần hợp âm của bài hát nhé. Ok, và tông gốc bài này là tông mi dáng, nhưng mà mình sẽ dẫn các bạn ở tông đô trưởng và các bạn lấy combo kẹp vào ngăn số 3. Nó sẽ đúng như tông gốc của bài hát. Đó. Kẹp lên ngăn 1, đô, kẹp lên ngăn 2 là rơi, kẹp lên 3 là rơi thăng cũng là mi dáng nha các bạn. Và nếu mà các bạn nào hát cao tông gốc á, thì các bạn kẹp ngăn 4, ngăn 5. Các bạn nữ thì các bạn có thể kẹp lên ngăn 6, ngăn 7, đó. Và bạn nào hát thấp bên tông gốc có thể kẹp xuống ngăn 2, ngăn 1, hoặc là các bạn bỏ cái bô luôn. Đó. Ok, và hợp âm đầu tiên là hợp âm đô trưởng. Đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, vào ngón vào đây. Đó. Vậy bắt đầu về số 5. Kế tiếp là hợp âm pha trưởng. Đây các bạn chặn hết khung số 1 ngón trỏ. Chặn hết khung số 1. Một ngón vào đây, một ngón vào đây và một ngón vào đây. Đó. Vậy bắt đầu về số 6. Nếu bạn nào không bấm được pha chặn á thì các bạn bấm pha mở như thế này. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Và một ngón vào đây. Xin lỗi các bạn, ngón trỏ các bạn chặn cả khuôn số 1 của dây số 1 và dây số 2 luôn. Đó. Dây bass là dây 4. Các bạn quấn từ dây 4 cho đi. Kế tiếp là âm son trưởng đây. Một ngón vào đây, một ngón vào đây và ngón út vào dây số 1 ngăn số 3. Dây bass là dây 6. Kế tiếp là âm son trên si đây. Một ngón vào đây. Và ngón út vào ngăn số 3 dây số 2. Đó. Các bạn quấn tự dây 5 cho đi. Kế tiếp chúng ta có âm la thứ. Đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Vào ngón vào đây. Dây bắt dây số 5. Và la thứ 7 các bạn bỏ ngón áp út này ra thì nó sẽ thành la thứ 7. Dây bắt dây 5 luôn. Ok, và hợp âm kế tiếp là âm rơi 7 đây. Các bạn bấm ngón vào đây. Một ngón vào đây và một ngón vào đây. Đó, dây bass là dây số 4. Kế
Kế tiếp chúng ta cộp âm mi thứ một ngón ở đây và một ngón ở đây. Giải bắt đầu số 6. Chúng ta có thêm một âm đó là mi thứ 7. Đây, một ngón ở đây và một ngón úp vào ngăn số 3 dây số 2. Giải bắt đầu số 6. Và hợp âm kế tiếp là hợp âm rơi thứ. Đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây và một ngón vào đây. Đó, dây bát dây số 4. Chúng ta có thêm một hợp âm rơi thứ 7. Đây, một ngón vào đây và ngón áp út. À, xin lỗi các bạn, ngón trỏ các bạn chặn hết khung số 1 của dây số 1 và dây số 2 luôn. Đó, dây bát dây 4 luôn. Ok, chúng ta đã học xong phần hợp âm và bây giờ chúng ta sẽ xem bài này đệm những cái điệu như thế nào nhé. Chơi cái đoạn đầu thì các bạn có thể đệm một cách nhẹ nhàng, điệu Boston thế này: ba ba hai một ba chuyển. Đây, ví dụ nha. Công thức là bát 3 2 1 3. Đó. Bát 3 2 1 3. 2 1 các bạn móc đồng thời dây 1 và dây 2 lên một lượt. Bát 3 2 1 3 chuyển qua pha. Chuyển qua son. Đoạn đô nè là các bạn rải bát ba chuyển qua son son lên si bát ba đó và về la thứ quấn bình thường bát ba hai một ba đó, chỉ riêng cái đoạn này là các bạn rải như vậy thôi. Bát ba chuyển bát ba đó. Đây mình đánh ví dụ nha. Son lên si ba ba về la thứ hoặc la thứ bảy ba ba hai một ba. Nguyên cái đoạn sau các bạn rải hình luôn. Còn thương là chuyện bước tiếp trên con đường sau bao khó khăn qua vẫn luôn ở lại dù cho những lúc lầm lỗi không làm ta xa nhau. Tình yêu ấy sau cô lấy con tim cô đơn mỗi đêm thâu đó các bạn cũng rải ba ba hai một ba chuyển ba ba hai một ba chuyển ba ba hai một ba chuyển. Tại vì mình là bạn không thể yêu nơi em có biết rằng còn một người chờ em nơi đâu. Điệp khúc thì các bạn sẽ rải luôn cái điều đó. Gió mang ngàn yêu thương nơi đây cất bước đi xa niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá. Đó, mà các bạn rải cái điệu ballad như thế này. Công thức là 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Đó. 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Gió mang như vậy cho một cái âm này đô trưởng nha, rải một lần ba ba hai ba một ba hai ba
gió mang ngàn yêu thương nơi đây cất bước đi xa niềm nhớ thương đó các bạn đếm nhịp nè một hai chuyện đó giống như điều số báo tin ở cái đoạn đầu một hai chuyện đó đơn giản như vậy thôi. Và sáng cái đoạn cái vơ hai á đâu là nước mắt có sâu nhưng không thôi, các bạn sử dụng một cái điệu khác để thay đổi tiết tấu bài hát như thế này. Công thức là bát ba hai một đập chết bát ba đó, chết ở đây là các bạn móc đồng thời dây một dây hai dây ba lên một lượt đập, các bạn đập vô đây. Riêng cái đoạn này là các bạn rải bát ba hai ba chuyển qua son trên si rải tiếp bát ba hai ba đó, riêng cái đoạn này thôi, về lá thứ rải bình thường bát ba hai một đập chết bát ba sẽ vui toàn bộ cho các bạn nhé. Bát ba hai một đập chết bát ba hai một đập chết bát ba chuyển. Đó từ cái đoạn đô nè. Rồi các bạn rải bát ba hai ba chuyển qua son si tiếp tục bát ba hai ba là thứ bát ba hai một đập chết bát ba đó. Sang cái điệp khúc thứ hai thì các bạn quay trả luôn. Ê, công thức nè. Xuống. Chuyển qua mấy thứ, lên xuống. Đó, là 1 2. 1 2 là bên đô trưởng. Chuyển qua mấy thứ là 3 4, lên xuống. Là các bạn chia đôi cái điệu ballad ra các bạn quạt. Nè, ví dụ nha. Cái xuống đầu các bạn xuống hết 6 giây luôn. Còn mấy cái lên xuống sau các bạn lên xuống bằng bay chia chép thôi. 1 2 3 4 đó. Xuống chuyển qua mấy thứ, lên xuống. Đó. Xuống các bạn xuống ngón trỏ. Lên ngón cái. Đó. Nè, xuống chuyển qua mấy thứ, lên xuống. Đó, gió mang ngàn yêu thương nơi đây cất bước đi xa niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá nỗi đau sầu người ơi em có nhớ đến anh không. Đó, đô nè chia đôi cho mấy thứ, pha trưởng chia đôi cho son trưởng, mấy thứ chia đôi cho la thứ, rơi thứ bảy chia đôi cho son trưởng. Tiếng dương cầm ngân vang theo em khuất lối xa xa nhìn bóng em tan theo làn mây chỉ còn những đám cây
lên xuống lên xuống 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 lên chuyển xuống xuống chuyển lên xuống lên xuống 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 lên xuống xuống chuyển lên xuống lên xuống 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 lên đó. Tại nhịp 2/4 cho nên là các bạn quạt chả khá là khó, tại vì nó chỉ 1 2 chuyển 1 2 1 2 1 2 3 4. Đó. Ok, và các bạn tua chậm cái đoạn quạt chả lại, các bạn tập theo nhé. Phần cuối cùng mình hướng dẫn là các bạn phần intro. Ở cái intro này mình tự dò ra, mong là có sai sót mong các bạn thông cảm nhé. Và mình sẽ quýnh ví dụ, mình có quýnh ví dụ một cái đoạn intro, nhưng mà bây giờ mình sẽ quýnh lại ở cái đoạn đầu. Bây giờ mình sẽ dựng chi tiết luôn. Đầu tiên các bạn bấm thứ tay đô trưởng nè. Các bạn móc dây số 3 từ dưới đếm lên. Các bạn bấm ngón út vào ngăn số 4. Xin lỗi các bạn, ngăn số 3 dây số 4. Đó. Móc dây 3 nè. Móc dây 4. Bấm ngón út vào đây nha, bấm ngón út vào ngăn số ở thế đô trưởng, các bạn bấm ngón út vào ngăn số 3 dây số 4. Đó. Đầu tiên rải dây 3. Rải dây 4. Đó, gió mang. Xong các bạn buông ngón út ra, chập dây số 5 và dây số 4. Đó. Chập dây số 5 và dây số 4. Đó. Số 5 và dây số 4. Xong rải 2 lần dây 3. Đó. 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 Mình hát ví dụ thôi. Bây giờ mình hướng dẫn intro. Xong các bạn rải dây số, móc dây số 2. Móc một lần, xong cái lần thứ hai các bạn chập thêm dây 6 vô. Đó. Đó. Lại nhé. Đó, xin lỗi các bạn. Đó, em muốn toàn bộ đây cho. Chuyển cái ngón áp út xuống ngăn số 3 dây số 2. Đó. Ngón áp út vào ngăn số 3. Đó. Dây số 2, móc tiếp 2 lần. Đó. Buông ra. Ngón trỏ tiếp tục nhấn vào ngăn số 1, dây số 2. Chuyển về, móc lên một lần, chuyển về thế pha. Đó, này là pha 17, một ngón vào đây, một ngón vào đây, và một ngón vào đây. Chập dây số 4 và dây số 2. Đó. Và chập xong, rải 4, 3, 2. Đó. Quýnh lại toàn bộ cho các bạn nhé. Đó.
Tiếp tục. Nè, sau khi chập dây số 4 và dây số 2, móc dây 3, xin lỗi các bạn, móc dây 4 và móc tiếp chập 2 dây số 32. Đó. Đó, kế tiếp nè. Móc dây số 3. Móc dây số 2. Đó. Móc dây số 3. Xong chuyển ngón áp út lên, xin lỗi các bạn. Ngón áp út lên ngăn số 3, dây số 6. Đó. Các bạn chuyển cái ngón này lên đây. Dây số 6 ngăn số 3. Chập dây số 6 và dây số 2. Đó. Sau khi chập dây số 6 và dây số 2, các bạn móc tiếp dây 4. Đó. Xong tới cái đoạn này. Đó. Nè, móc dây 2 buông. Ngón trỏ vào đây. Áp út vào đây. Tiếp tục. Móc lên, ngón trỏ vào đây, móc một lần. Áp út vào đây, móc một lần. Đó, ngón út nè. Các bạn slide lên ngăn số 5, từ ngăn 3 lên ngăn 5. Đó. Nè. 1, 2, 3. Slide lên. Xong lui về. Chập dây số. Lui về. Các bạn lui về chập dây số 1 và dây số 6. Đó. Cái đoạn này là như thế này. Kéo lên, slide lên, ngăn 5. Từ ngăn 3 lên ngăn 5. Đó, ngón trỏ đặt vào đây. Chập dây số 6 và dây số 1. Đó. Xong. Móc dây 3. Đó. Móc dây 2, móc dây 3, xong rồi các bạn móc dây 2. Đó, xong ngón trỏ vào đây. Các bạn sử dụng kỹ thuật Hamilton á. Các bạn bổ cái ngón áp út vào ngăn số 3 này. Đó, nó sẽ tạo ra tiếng này. Đó. Các bạn móc lên rồi các bạn mới bổ cái ngón này vô nha. Xong về ra thứ 7, chập dây số 5 và dây số 2. Đó, thế là thứ 7 đây. Chập dây số 5 và số 2. Đó, để mình sẽ quýnh lại cái đoạn này nhé. Đó. Tiếp tục. Bấm ngón vào đây, móc lên. Buông ra, móc lên. Móc dây số 3. Xong, về thế la thứ 7. Ôi xin lỗi các bạn. Thế rơi thứ 7, chập dây số 4 và dây số 3. Đó. Nè, lại nha. Đó, chập dây 2 lần, chập 2 lần dây số 3 và dây số 2 luôn. Xong rải 4, 3, 2. Đó. Tiếp tục. Cái đoạn cuối nè. Ngón vào đây, móc lên. Buông ra, móc lên. Ôm ngón vào đây. Đó. Bấm ngón vào đây, móc lên. Ngón giữa vào ngăn số 2, dây số 3.
buông ra. Nắm bút lên đây, chập dây số 3 và dây số 6. Ngón út bấm vào ngăn số 3, dây số 2. Đó, móc lên một lần. Lần thứ hai chập với dây bát. Chập dây 2 và dây 6. Về son trưởng, quạt xuống. 4 3 2. Đó. Đây, mình sẽ quấn chậm lại toàn bộ cho các bạn nhé. Các bạn cố gắng tua chậm để các bạn tập theo. À, xin lỗi các bạn. Dễ thấy với lại hợp âm luôn. Còn các bạn lúc các bạn đánh á thì các bạn đánh dưới đây nhé. Đây, mình sẽ đánh lại ở dưới đây. Các bạn cố gắng nhìn theo tay mình nha. Các bạn có thể tua chậm lại cái video á. Ok, và mình sẽ kết thúc video của mình tại đây. Nếu bạn nào thấy hay hãy cho mình một like, một subscribe, một share nhé. Và các bạn có thắc mắc gì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Ok, và các bạn có yêu cầu nào các bạn hãy comment cho mình biết để mình có thể làm theo cái video kế tiếp cho các bạn nhé. Các bạn nhớ bấm nút vào đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để có thể nhận các video mới nhất từ mình. Ok. Chúc các bạn tập đàn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ayo!